các con ăn chay, chớ để mặt mày u rũ như bọn giá hình thiếu não, đau khổ trước mắt người ta. Khi các con cầu nguyện, chớ làm như kẻ giả hình ở nơi hội đường phố xa, để cho con cho đi, chớ để mọi người hay biết, cũng đừng thôi kèn rình rang khoe mình với người chân gian. Tay phải con làm gì, chớ để tay trái biến đường bằng không việc con bố thí, mất đi công phúc trên trời. Nguyện xin lòng Chúa thương xót, đừng thâu suốt mọi bi ân, cho con trai tin tình quyền giữ lễ lần Chúa quang minh. Xin Ngài thương